Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Tuyền Văn Hóa. Ngày hôm qua đúng là một nỗi kinh hoàng với Ukraine. Ban đầu khi Mỹ bật đèn xanh cho Ukraine dùng vũ khí phương Tây tấn công vào lãnh thổ Nga, Ukraine liên tiếp nã tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS vào khu vực này. Cụ thể, theo Bộ Quốc phòng Nga, ngày 23 tháng 11, Ukraine nã 5 tên lửa ATACMS nhắm vào vị trí của một sư đoàn tên lửa phòng không 400 ở làng Lotajuka, tỉnh Kursk, khiến 3 người thương vong và làm hỏng radar của hệ thống phòng không này. Còn ngày 25 tháng 11, Kiev đã phóng thêm 8 tên lửa ATACMS vào sân bay Kursk-Vostochny và 7 trong số tên lửa đó đã bị bắn hạ, một tên lửa bay trúng mục tiêu. Hậu quả là 2 quân nhân Nga bị thương trong khi các cơ sở hạ tầng bị hư hại nhẹ. Thiệt hại này so với Nga chẳng khác nào kiến cắn voi. Chỉ có điều vết cắn đã khiến con voi bực bội và nhìn cách nó trả thù ai cũng khiếp. Ngày 28 tháng 11, quân đội Ukraine cho biết cảnh báo không kích đã được phát trên khắp nước này khi Nga phóng tên lửa vào nhiều vùng. Cảnh báo không kích đã được đưa ra trên toàn lãnh thổ Ukraine do mối đe dọa tên lửa không quân Ukraine thông báo trên ứng dụng Telegram ngày 28 tháng 11. Đồng thời cho biết họ phát hiện các tên lửa đang bay đến Kharkov, Odessa và 8 vùng khác. Theo hãng tin AP Kharkov, hãy vào địa điểm trú ẩn không quân Ukraine cảnh báo. Hãng Reuters cũng đưa tin Nga tấn công các thành phố trên khắp Ukraine bằng tên lửa hành trình. Báo Zakalotiza và đài Suspin của Ukraine tường thuật người ta nghe thấy tiếng nổ ở các thành phố Odessa, Kropivnitsky, Kharkov, Zai và Lut vào sáng ngày 28 tháng 11, trong bối cảnh có tin Nga tấn công bằng tên lửa hành trình. Gần sáng, Nga đã triển khai 7 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MGS lên không trung. Sau đó vào lúc 5 giờ 03 phút sáng, họ đã phóng tên lửa hành trình Kalib từ Biển Đen, hãng RBC, Ukraine đang thông tin. Trên Facebook, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halutchenko cho biết, cơ sở hạ tầng năng lượng nước này một lần nữa trở thành mục tiêu trong cuộc tấn công quy mô lớn của đối phương. Còn thị trưởng Kharkov Ihor Terekhov viết trên Telegram, đối phương tiếp tục tấn công Kharkov bằng tên lửa. Thống đốc vùng Odessa Oleh Kiper đã kêu gọi người dân ở tại nơi trú ẩn. Đợt tấn công tên lửa mới nhất của Nga diễn ra một ngày sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chọn tướng về hưu Kate Kenlock làm đặc phái viên về Ukraine và Nga trong chính quyền sắp tới, với nhiệm vụ chấm dứt cuộc xung đột này. Xung đột Nga-Ukraine đang tiếp tục tăng nhiệt. Hôm 21 tháng 11, Nga phóng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung mới có tên Oresnik vào một cơ sở quốc phòng của Ukraine tại thành phố Dnipro. Tổng thống Nga Vladimir Putin giải thích việc sử dụng tên lửa này là để đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp như tên lửa ATACMS của Mỹ và tên lửa Storm Shadow của Anh. Trước tình hình này, quan chức chính quyền Biden kêu gọi Ukraine hạ độ tuổi gọi nhập ngũ từ 25 xuống 18 để giải quyết tình trạng thiếu nhân lực. Sự thật đơn giản là Ukraine không thể huy động hoặc đào tạo đủ binh sĩ để bù đắp tổn thất trên chiến trường, cũng như bắt kịp với quân đội Nga ngày càng mở rộng. Quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với các phóng viên hôm ngày 27 tháng 11. Người này khẳng định Ukraine đang đối mặt tình trạng thiếu quân nghiêm trọng, trong khi phải đối mặt với lực lượng Nga áp đảo về quân số và sở hữu nhiều vũ khí tiên tiến hơn. Lượng người tình nguyện gia nhập quân đội Ukraine đang giảm dần. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 4 thông qua luật cho phép hạ độ tuổi huy động quân từ 27 xuống 25 để giải quyết vấn đề thiếu lính. Chúng tôi nghĩ họ nên cân nhắc hạ tuổi gọi nhập ngũ xuống 18. Điều này phù hợp với chuẩn mực của Mỹ. Quan chức Mỹ trả lời khi được hỏi độ tuổi tối thiểu nào là phù hợp với Ukraine trong tình hình hiện nay. Nhà Trắng không bình luận về thông tin, nhưng khẳng định viện trợ quân sự của Mỹ không phụ thuộc vào độ tuổi huy động quân của Ukraine. Chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục gửi vũ khí và thiết bị cho Ukraine. Đây là điều rất quan trọng. Tuy nhiên, nhân lực cũng có vai trò thiết yếu. Mỹ sẵn sàng tăng cường năng lực đào tạo nếu Ukraine thực hiện các bước phù hợp để bổ sung quân. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, đề xuất từ Mỹ ngay lập tức gây ra phản ứng mạnh mẽ tại Ukraine. Từ các nhà lập pháp, nhà hoạt động xã hội đến công chúng, nhiều ý kiến đã được đưa ra bày tỏ lo ngại sâu sắc về tác động của việc hạ độ tuổi nghĩa vụ quân sự. Một trong những lo ngại lớn nhất là ảnh hưởng tiêu cực đến nhân khẩu học và tương lai dài hạn của Ukraine. Việc huy động những người trẻ tuổi, đặc biệt là nam thanh niên từ 18 tuổi, có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình trạng mất cân bằng nhân khẩu học, vốn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chiến tranh. Nhiều chuyên gia cảnh báo rằng nếu quá nhiều thanh niên trẻ tuổi bị thương vong, Ukraine sẽ phải đối mặt với những hậu quả xã hội và kinh tế trong hàng thập kỷ tới. Nhà hoạt động quân sự Maria Berlinska đã chỉ trích gay gắt đề xuất này, gọi đó là một quyết định vô trách nhiệm và thiển cận. Bà cho rằng việc tuyển những thanh niên thiếu kinh nghiệm ra chiến trường không chỉ làm tăng nguy cơ thương vong mà còn gây ra những tổn thất khó bù đắp về nhân lực. Mitro Litvin, trợ lý truyền thông của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cũng chỉ trích đề xuất của Mỹ. Ông lập luận rằng Ukraine hiện tại không đủ vũ khí để trang bị cho lực lượng hiện có, và việc tuyển thêm lính trẻ sẽ chỉ làm tăng thêm áp lực mà không mang lại hiệu quả chiến lược. Thật vô lý khi yêu cầu Ukraine động viên thêm lính trẻ khi chúng ta không có đủ vũ khí để trang bị cho lực lượng hiện tại,
ông viết trên mạng xã hội X. Ông Litvin cũng nhấn mạnh rằng việc hỗ trợ kịp thời từ phương Tây, đặc biệt là việc giao vũ khí đúng hạn, sẽ quan trọng hơn nhiều so với việc tăng số lượng binh sĩ. Ông kêu gọi các đồng minh phương Tây tập trung vào việc thực hiện các cam kết viện trợ thay vì đưa ra các đề xuất gây tranh cãi. Trong khi đó, phản ứng từ công chúng Ukraine cũng không kém phần gay gắt. Nhiều người cho rằng chính phủ nên mở rộng phạm vi tuyển dụng, bao gồm cả phụ nữ, thay vì chỉ tập trung vào nam giới trẻ tuổi. Các nhà phê bình cho rằng việc huy động phụ nữ tham gia vào các vai trò phi chiến đấu hoặc hỗ trợ sẽ giúp giảm áp lực lên lực lượng nam giới mà không làm suy giảm sức mạnh chiến đấu. Trong bối cảnh chiến trường ngày càng khốc liệt, việc tăng cường nhân lực là một yếu tố quan trọng để duy trì khả năng phòng thủ của Ukraine. Tuy nhiên, chiến lược này cũng đi kèm với những thách thức lớn về hiệu quả và tính bền vững. Việc đưa những thanh niên trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm vào chiến trường có thể không mang lại hiệu quả như mong đợi. Trong các cuộc chiến tranh hiện đại, sự thành công phụ thuộc nhiều vào kỹ năng và sự phối hợp hơn là số lượng. Điều này đặc biệt đúng trong trường hợp Ukraine, khi quân đội nước này phải đối mặt với một đối thủ có lợi thế về pháo binh, máy bay không người lái và các hệ thống vũ khí tiên tiến khác. Ngoài chiến trường, việc tuyển dụng quá nhiều thanh niên cũng có thể gây ra sự bất mãn trong xã hội. Nhiều gia đình lo sợ cho tương lai của con cái họ và đặt câu hỏi về tính chính đáng của chính phủ trong việc triển khai lực lượng. Điều này có thể làm suy yếu sự ủng hộ đối với cuộc chiến và gây khó khăn cho chính phủ trong việc duy trì sự đoàn kết quốc gia. Trong bối cảnh hiện tại, Ukraine phải đối mặt với một bài toán khó giải. Làm thế nào để cân bằng giữa nhu cầu chiến đấu ngắn hạn và sự ổn định dài hạn của quốc gia? Dù hạ độ tuổi nghĩa vụ quân sự có thể giúp giải quyết vấn đề nhân lực trong ngắn hạn, nhưng những hậu quả tiềm tàng về nhân khẩu học, kinh tế và xã hội có thể sẽ kéo dài hàng thập kỷ. Một chiến lược bền vững hơn có thể là tập trung vào việc tối ưu hóa lực lượng hiện tại thông qua đào tạo, hiện đại hóa quân đội và tăng cường hợp tác quốc tế. Đồng thời, chính phủ Ukraine cần đảm bảo rằng mọi quyết định về tuyển quân đều được thực hiện một cách minh bạch và dựa trên sự đồng thuận của xã hội. Lời kêu gọi Ukraine tăng quân được đưa ra giữa lúc nhiều bên dự báo Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể áp dụng cách tiếp cận mới, trong đó bao gồm thúc giục Kiev ký thỏa thuận hòa bình với Moscow. Ông Trump từng nói sẽ dàn xếp thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine trong 24 giờ sau khi nhậm chức, song không nêu rõ cách thức. Tổng thống đắc cử Mỹ hôm ngày 27 tháng 11 chọn cựu Trung tướng Kate Kellogg làm đặc phái viên phụ trách vấn đề Ukraine. Ông Kellogg từng gợi ý Mỹ sử dụng nguồn viện trợ quân sự khổng lồ cho Ukraine là phương tiện thúc đẩy nước này tham gia đàm phán hòa bình với Nga. Ông cũng đề xuất cam kết NATO không kết nạp Ukraine trong nhiều năm để đổi lấy đảm bảo an ninh từ Nga.